Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất nóng nhất để gửi đến quý vị sau đây là phần tin chi tiết lực lượng tuần Duyên Mỹ mới đây đã chia sẻ hình ảnh mảnh đuôi vỡ của tàu lặn Titan tại Bắc Đại Tây Dương dưới độ sâu gần 3.800m trong phiên điều trần sẽ diễn ra cho đến ngày 27 tháng 9 ở Bắc Charleston Nam Carolina trong bức ảnh phần đuôi bị gãy của tàu lặn được nhìn thấy dưới đáy Bắc Đại Tây Dương trong khi một mảnh vỡ khác được phát hiện gần đó các mảnh của tàu lặn nằm cách xác tàu Titanic vài trăm mét. Ủy ban điều tra hàng hải Mỹ cho biết, phần đuôi và các mảnh vỡ được xác định bởi một phương tiện điều khiển từ xa vào ngày 22 tháng 6 năm ngoái. Đây là bằng chứng cho thấy tàu Titan đã trải qua một vụ nổ thảm khốc do áp suất quá lớn. Các nhà điều tra cũng cho biết nội dung tin nhắn cuối cùng mà tàu Titan gửi đi 6 giây trước khi mất liên lạc. Đã thả hai khối dàn tàu là tin nhắn Titan gửi cho tàu mẹ Thông báo tàu đã giảm trọng tải để nổi lên mặt nước. Vài giây sau, Titan phát tiếng ping báo hiệu định vị lần cuối. Tàu mẹ mất dấu Titan vào sáng 18 tháng 6 năm 2023. Thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của ông Stockton Russ, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty vận hành tàu lặn OceanGate, tỷ phú kiêm nhà thám hiểm người Anh Hamish Harding, 58 tuổi, doanh nhân gốc Pakistan Sajada Dahoud, 48 tuổi cùng con trai 19 tuổi Suleiman đều là công dân Anh. Nhà hải dương học quốc tịch Pháp, kiêm chuyên gia nổi tiếng về tàu Titanic, Paul Henry Nacolet, 77 tuổi. Trong phiên điều trần, ủy ban đã triệu tập các nhân chứng đầu tiên, trong đó có nhân viên cũ của Ocean Gate nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến thảm họa. Theo lực lượng tuần duyên, phiên điều trần sẽ đề cập đến các sự kiện trước tai nạn, việc tuân thủ quy định, nhiệm vụ và trình độ của thành viên thủy thủ đoàn, hệ thống cơ khí và kết cấu cũng như vấn đề ứng phó khẩn cấp. Sự việc cũng đặt ra câu hỏi về việc chưa có cơ chế quản lý hiệu quả của những chuyến thám hiểm như vậy, cũng như việc hãng Ocean Gate từ chối cho bên thứ ba đánh giá về thiết kế mới lạ của Titan. Lời khai của các cựu nhân viên Ocean Gate bao gồm những câu chuyện về các vấn đề liên quan đến an toàn, nhân viên được đào tạo kém và sự cầu thả của Russ. Các phiên điều trần sẽ tiếp tục trong hai tuần. Theo ông Jason Delbauer, Chủ tịch Hội đồng Điều tra Hàng hải, bất kỳ hành vi sai trái hoặc sơ suất nào được phát hiện trong phiên điều trần sẽ được báo cáo cho Bộ Tư pháp Mỹ với trọng tâm chính là đảm bảo rằng điều tương tự sẽ không xảy ra nữa. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một công dân Nga là ông Denis Postovoy, cư trú tại Sarasota, bang Florida, vừa bị cáo buộc buôn lậu rửa tiền và xuất khẩu trái phép sang Nga công nghệ có thể được sử dụng để sản xuất máy bay không người lái. Theo bản cáo trạng được công bố trên trang mạng của Bộ Tư pháp Mỹ, sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine năm 2022, ông Denis Postovoy đã mua và chuyển trái phép về Nga các linh kiện vi điện tử được sử dụng trong lĩnh vực chế tạo UAV, máy bay không người lái. Các công nghệ lưỡng dụng của Mỹ được chuyển về Nga có thể được sử dụng để củng cố năng lực quân sự, phục vụ cuộc xung đột của Nga tại Ukraine. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Postovoy bị cáo buộc thông qua một mạng lưới các công ty ở Nga và Hồng Kông để mua linh kiện điện tử từ các nhà phân phối tại Mỹ, sau đó tập kết tại các điểm đến trung gian rồi vận chuyển tới Nga nhằm che giấu điểm đến cuối cùng của lô hàng. Thông qua ứng dụng Telegram, đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về vụ bắt giữ ông Postovoy nhưng chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về vụ việc từ các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Ngoài Mỹ, trước đó vào tháng 4, công tố viên Đức xác nhận nước này đã bắt hai công dân Đức gốc Nga với cáo buộc âm mưu các cuộc tấn công phá hoại nhằm làm suy yếu việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong một thông báo, Văn phòng Công tố Đức cho biết các nhà chức trách đã khám xét nhà và nơi làm việc của hai nghi phạm bị cáo buộc làm việc cho cơ quan mật vụ nước ngoài trong vụ gián điệp đặc biệt nghiêm trọng. Cả hai được xác định là Dieter S. và Alexander J. bị bắt tại thành phố Beirut ở miền đông nam nước Đức ngày 17 tháng 4. Theo đó, Nghi phạm DTS đã thảo luận về các âm mưu phá hoại với một người có liên quan đến cơ quan mật vụ Nga kể từ tháng 10 năm 2023. Đối tượng còn lại là Alexander J đã hỗ trợ hắn từ tháng 3 năm 2024. Cụ thể, DTS đã chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công bằng bom và đốt phá nhắm vào các cơ sở công nghiệp và hạ tầng quân sự, bao gồm cả những cơ sở do lực lượng Mỹ điều hành. Người này đã trinh sát một số mục tiêu tiềm năng bằng cách chụp ảnh và quay video về các phương tiện và thiết bị quân sự, sau đó chia sẻ thông tin với người liên lạc của mình. Trong khi đó, tờ Spigen tiết lộ các cơ sở này bao gồm căn cứ quân sự Grafenvoe ở bang Bavaria, miền nam nước Đức, nơi huấn luyện các binh sĩ Ukraine cách sử dụng xe tăng Abrams của Mỹ. Ngoài ra, DTS còn đối mặt với cáo buộc khác là tham gia tổ chức khủng bố nước ngoài vì các công tố viên nghi ngờ người này là chiến binh của một đơn vị vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donetsk ở miền đông Ukraine trong giai đoạn 2014-2026. Số liệu về sản lượng của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine đã được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kiev. Ông Blinken nhấn mạnh quy mô Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine đã tăng gấp 6 lần chỉ trong vài năm qua. Đây là kết quả từ những khoản đầu tư khổng lồ được thực hiện bởi nhiều đối tác ngoại trưởng mỹ cho rằng điều này mang tới tín hiệu tích cực cho lợi ích lâu dài của ukraine thực tế trên rất quan trọng bởi một trong những chỉ số thành công của kiev là khả năng đứng vững trên đôi chân của mình về mặt quân sự cũng như kinh tế và dân chủ ông blinken nói thêm đầu tư vào quốc phòng và công nghiệp nói chung là cách tốt nhất để đảm bảo chủ quyền và giúp ukraine đủ khả năng ngăn chặn cũng như tự vệ trước mọi hành vi gây xung đột bộ trưởng ngoại giao mỹ bày tỏ niềm tin về việc nhiều doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới coi Ukraine là một địa chỉ rất hấp dẫn để đầu tư, ngay cả khi chiến tranh tiếp diễn. Trong cuộc gặp giữa ông Blinken với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, triển vọng hợp tác giữa Kiev với Washington trong lĩnh vực quốc phòng dựa trên khuôn khổ các hiệp định an ninh song phương đã ký kết cũng được thảo luận. Theo đánh giá, Ukraine đang đặt mục tiêu tự chế tạo vũ khí để có thể đưa cuộc xung đột trở lại Nga. Nhưng điều đó đòi hỏi phải có đủ thời gian. Theo phân tích về ngân sách quân sự Ukraine đến năm 2030 của công ty tình báo quốc phòng Jens, kinh phí dành cho nghiên cứu và phát triển được dự báo sẽ tăng gấp 8 lần trong năm nay, từ 162 triệu đô la Mỹ lên 1,3 tỷ đô la Mỹ. Mua sắm quốc phòng cũng tăng lên mức cao nhất trong 20 năm, gần 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Con số này trước xung đột chỉ khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong khi đó, ở châu Âu, các giám đốc điều hành doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội thị trường mới trong việc thúc đẩy các dự án sản xuất quân sự ở Ukraine, cho dù có thể phải mất vài năm trước khi bất kỳ loại vũ khí hoặc trang thiết bị nào đó đến được chiến trường. Các chuyên gia còn cho biết quân đội Ukraine đã bố trí các hệ thống phòng không xung quanh một số nhà máy sản xuất vũ khí quan trọng nhất của nước này. Có khả năng các nhà máy được nước ngoài hậu thuẫn sẽ được xây dựng ở phía tây Ukraine, cách xa tiền tuyến và cũng sẽ được bố trí lực lượng phòng không bảo vệ. Vào tháng 4, các quan chức Ukraine và Mỹ lại cho biết chưa có nhà sản xuất vũ khí lớn nào của Mỹ công bố kế hoạch mở dây chuyền sản xuất tại Ukraine. Việc giúp Ukraine xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng càng trở nên quan trọng hơn khi thời điểm đó Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội đang phản đối gói viện trợ tài chính và quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine. Tổng thống Ukraine gần đây cho rằng cần tập trung vào việc sản xuất vũ khí ngay trên lãnh thổ nước này. Ông Alexander Kamisin, cố vấn của Tổng thống Zelensky về các vấn đề chiến lược cho biết trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, sản lượng mặt hàng quốc phòng của nước này đã tăng gấp đôi. Ông còn nói thêm, vào cuối năm nay, số lượng theo dự tính sẽ tăng gấp 3. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước để đạt được những mục tiêu của mình. Ngoài việc sản xuất đạn 155mm, đạn cối 82mm, đạn pháo 122mm và 152mm, cũng như đạn pháo 125mm dành cho xe tăng. Cũng có thông tin cho biết Ukraine đã sản xuất hàng loạt đạn nổ phân mảnh OG-9U cỡ 73mm của pháo 2A28 Chrome trên xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và súng phóng lựu SPG-9. Bên cạnh đó, vũ khí hạng nặng như pháo tự hành, xe thiết giáp, máy bay không người lái tấn công tầm xa hay tên lửa đạn đạo cũng đang được Ukraine đẩy mạnh hoặc thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt. Hey. <laughs>